Hello anh em, lại là mình đây, Tuấn của Auto 89. Hôm nay mình sẽ lên cho anh em một cái list đồ nhá. Anh em lưu ý một chút, số điện thoại của mình vẫn đang ở góc trái màn hình này. Số điện thoại của mình là 0976663776. Và số điện thoại của bạn Luân ở ngay bên cạnh là 0965673502. Anh em quan tâm đến bất kỳ sản phẩm nào thì có thể alo cho mình hoặc Luân để biết thêm chi tiết về sản phẩm anh em nhé. Và bây giờ mình sẽ vào sản phẩm ngay bây giờ. Thì anh em lưu ý một chút là hôm nay mình sẽ lên cho anh em một cái list tai nghe. Tai nghe này thì chuyên để phục vụ cho những anh em nào mà kỳ thị với những cái dòng tai phải nhét vào tai anh em nhé. Tại vì có rất nhiều anh em tai nó kiểu nhạy cảm anh em. Khi mà nhét cái tai nghe mà nhét tai hoặc là tai nghe in-ear hoặc earbud bình thường vào tai thì sẽ cảm giác có đau vành tai rất là khó chịu anh em nhé. Thì bình thường những anh em đấy thì sẽ phải sử dụng những cái tai nghe, ví dụ như là những cái tai nghe chụp thì là sẽ không cảm giác bị đau tai. Nhưng mà cái điểm nhược điểm của nó là tai chụp nó khá là bí và nó khá là nóng anh em nhé. Thì đây là một cái con những dòng tai nghe mà nó khắc phục được những cái tình trạng đấy của anh em. Thì có mấy con tai nghe thôi, mình về được vài chiếc thôi, nói chung nó đều là những cái con cao cấp đến từ bên Nhật, đến từ những cái thương hiệu cao cấp của Nhật. Còn Tiến Ba Khoang này anh em nhìn này, còn nay mà nó bay vào người hết hơi luôn đây. Đấy, thấy không? Rồi đầu tiên là con tai nghe đến từ thương hiệu Victor anh em nhé. Một trong số những con tai mình đánh giá là con tai cực kỳ ngon của thằng Victor luôn. Thì cái dòng Victor là của Hausen, của nó được khoảng tầm 3 cm anh em nhé. Của Hausen 3 cm, chất âm thì gần như là những cái loại tai lớn thì cũng chỉ ngang cơ con này thôi. Còn những cái tai nhét tai thì âm của nó nhét tai thì nó sẽ có cái độ chống ồn nó tốt hơn thôi anh em nhé. Còn những cái tai này thì anh em mình sẽ thoáng tai dễ chịu, nhưng mà cái độ chống ồn của những cái tai này thì nó sẽ kém hơn những cái tai kia. Và như anh em nhìn thấy thì cái phần này thì cái phần cái nốt bông ở đây thì nó đã không còn rồi anh em nhé. Anh em về có thể đặt mua trên mạng, nó một vài chục nghìn một cặp hay sao ấy. Thì anh em nào không mua được có thể nhờ mình thì mình sẽ tìm hiểu rồi mình sẽ đặt cho anh em. Mình không nhớ là nó mua ở đâu hết. Con này là con của thằng Victor anh em nhé. Của thằng Victor, chất âm thì cực kỳ ngon. Kể cả đến cái dây của nó cũng rất là ngon luôn anh em, thì nhìn cái dây của nó này. Dây nó rất là ok luôn. Chất âm ngon, dây ok. Và giá con này mình đang để là mã số 03 là 300.000 anh em nhé. 300.000. Đấy. Tiếp đến là một con hàng, con này là con VIP này. Con VIP đến từ thương hiệu Audio Technica. Nhưng mà cái con này nó lại cái màu hường anh em ạ. Màu này nó là màu hồng cánh sen, để phục vụ cho những anh em nào mà nam tính hoặc là phục vụ cho những cái chị em thôi. Chứ còn nếu mà bình thường mà anh em nam tính mà đeo vào thì mình có thể nghe nó vẫn hay thôi. Nhưng mà nhìn cái màu sắc của nó thì nó sẽ không được bắt mắt lắm, dễ bị làm người khác hiểu nhầm về giới tính của anh em mình anh em nhé. Đây con này, cái cần gạt nó anh em nhìn này, có thể điều chỉnh được anh em nhé. Đấy, điều chỉnh được này. Đấy, các cái đệm tai nó cực kỳ êm luôn, đeo vào tai. Và con này cái bông tai nó vẫn còn. Của Hausen về cái driver của loa nó cũng vào khoảng tầm hơn 3 cm. Con này thì nghe chất âm đẳng cấp luôn anh em ạ, cực kỳ ok. Và con này hiện tại mình đang để mã 01 là 350.000. Như anh em nhìn thấy cái rắc này, toàn bộ là rắc mạ vàng tất anh em nhé, không phải mạ đồng đâu mà rắc mạ vàng luôn. Gần như bên Nhật nó quên không sử dụng con này, nó vứt trong tủ khá lâu để bây giờ nó về Việt Nam anh em nhé. Mã số 01 350.000. Và tiếp đến cái con này thì con Audio, cũng Audio Technica luôn anh em nhìn thấy, thương hiệu Audio Technica, một trong số những thương hiệu sản xuất đồ âm thanh cực kỳ ngon của Nhật luôn. Con này thì có cái giữ dây này, cái cuộn dây này để cho nó gọn này, cũng của hãng luôn anh em nhé. Đấy, màu trắng và nó có cái phần viền này nó màu hồng nhẹ. Anh em nào mua cho vợ, mua chị em dùng rất ok. Còn con tai này anh em dùng được anh em nhé, chứ nó không nhiều con tai này. Hiện tại con này thì mình đang để cho anh em là 400.000, mã số 02 anh em nhé. Và con này có khi thì mình cũng sẽ rút về 350.000 giống con tai kia để cho anh em dễ lựa chọn anh em nhé, cũng 350 đi. Đấy, dây nó cực kỳ ngon, mạ vàng toàn bộ. Và con cuối cùng thì là sẽ là một con tai nghe đến từ thương hiệu Panasonic anh em ạ. Con này đây, anh em thể nhìn thấy củ driver của nó thì thuộc cái diện siêu mỏng, nhưng mà chất bass của nó thì không phải dạng vừa, chất bass nghe cực kỳ ok luôn. Và tất cả những cái tai này nó đều không có mic anh em nhé. Em lưu một chút là khi anh em cắm tai này vào sẽ vẫn phải đàm thoại bằng cái mic của điện thoại thôi, nó không có cái mic rời cho tai nghe. Đấy, đây nét tai ghi rõ ràng. Và con này là mã số 04, mình đang để cho anh em là 350.000. Và con này cái đệm tai cao su thì đệm tai mút thì cũng không còn, củ driver vào tầm 3 đến gần 4 cm, nghe khá là ok. Con này nghe chất bass rất là căng anh em nhé, chất bass căng và ngon. Và gần như bốn con tai này mình nghe chất âm nó xem như nhau, độ chi tiết khá là cao, âm bass thì nghe cũng rất căng, chỉ thua mỗi cái dòng là nó có đúng cao su thôi, tại vì đúng cao su nó cách âm toàn bộ anh em nhé. Thì những con này
nó thua con đấy về nó cách âm, còn lại những các giải nó thì nghe cực kỳ ok. Anh em nào chơi thì có thể cảm nhận được chất âm con này, anh em nào mà nghe nhạc nhiều đeo bọn này vào sẽ thấy sự khác biệt anh em nhé. Tiếp đến đây thì mình sẽ gửi đến anh em hai cặp loa này thì dòng anh em ghép vào âm ly mini ở nhà hoặc âm ly lớn được, hoặc là anh em có thể ghép búp xèo, hoặc là anh em có thể ghép trợ lời karaoke đấy, tùy anh em. Thứ nhất là anh em mình nghe phòng cà phê, phòng trà thì ghép con này vào treo lên tường thì nghe nó khá là hay anh em nhé, thậm chí hay hơn cả những con loa treo tường của thằng châu Âu, thì có thể là mình nghĩ là nghe nhạc đơn thuần thì nó sẽ không hay bằng con này. Loa trợ lời nghe nhạc châu Âu nó phù hợp với cả anh em mình ghép trợ lời karaoke hơn, nó thiên phần lời hơn mà nó thiếu phần bát. Con này thì nó sẽ đủ đầy đủ hết anh em nhé. Đầu tiên là một cặp loa VIP size lớn đến từ thương hiệu Victor, nó còn MXS55MD. Anh em mình nhìn đấy, cái loa nó sẽ bao gồm cấu hình một con bát đường kính 14cm gân cao su anh em nhé, gân cao su zin, màng carbon này, cái củ cái phần côn nó rất là to. Anh em mình nhìn đấy, phần lúm ở bên ngoài thì em sẽ thấy ước lượng phần côn bên trong. Bên trên thì sẽ sử dụng một con chép giấy anh em nhé, con chép giấy để cho phần lời cực kỳ sáng luôn. Con này thì hơi bị móc lúm một bên thì rất là đẹp luôn. Ok chưa anh em? Đấy, tổng thể đây. Công suất con này sẽ là 50W và trở kháng là 6 ohm, vậy một cặp thì sẽ là 100W và trở kháng 6 ohm trái phải anh em nhé. Và hiện tại cặp này thì mình đang để cho anh em với giá cực kỳ tốt là chỉ có 800.000 thôi. Lúc trước cặp này sẽ rơi khoảng tầm 1.1 triệu trong một cặp loa bát đường kính 14cm anh em nhé. Và bây giờ mình bán thanh lý cho anh em chỉ có 800 thôi. Còn cặp bên dưới này thì là cặp gì? Cặp bên dưới là một cặp loa VIP đến từ Kenwood anh em ạ. Cặp VIP đến từ Kenwood, cặp này cặp HD7 anh em nhé. HD7 là một trong số những cặp loa gọi là tương đương với cặp loa Kenwood 701 hoặc là 711 hoặc 801, nó đều giống với con này hết anh em nhé, cấu hình giống hệt nhau. Nó bao gồm một con loa bát, một con loa chép đôm dòng cao cấp của thằng Kenwood, thì nói chung là con này thì phần đôm nó rất là sáng tiếng. Và con này mình đánh giá là một trong số những con loa nó rất giống của thằng Denon anh em nhé, khá giống thằng Denon, tại vì cái giải mid nó rất là dày, chất bát của Kenwood anh em nhìn đấy, anh em thấy không? Bát nó sử dụng một con bát đường kính 12cm, nếu mà tính cả viền nó sẽ rơi vào 13,5cm anh em nhé. Gân cao su zin này, màng carbon, chất bát thì rất là ngon. Con này mình đánh giá là một trong số những con loa ngon. Đây phải hậu, hậu nó sâu, anh em nhìn nó sâu hơn hẳn Victor bên trên luôn. Phía sau, đây, anh em nhìn tổng thể đẹp chưa? Cọc loa thì toàn bộ là cọc loa bắp chuối anh em nhé. Cọc loa bắp chuối đồng nguyên khối anh em nhìn, đồng nguyên khối luôn. Và thụt hơi ở phía sau. Thùng vách thì rất là đẹp luôn. Ok chưa anh em? Đấy. Con này nó cặp loa VIP, nhìn cặp loa thấy nó VIP rồi anh em nhé. Công suất là 60W và trở kháng là 6 ohm, một cặp thì sẽ là 120W, đúng không? Và một cặp này hiện tại bây giờ thì mình cũng để cho anh em giá khá là tốt anh em nhé. Bình thường cặp này nó rơi vào khoảng tầm 2 triệu. Thì trên video này mình sẽ thanh lý cho anh em cặp này chỉ có 1.650.000 thôi anh em nhé. 1.650.000 cho một cặp loa Kenwood HD7 anh em nhé, một trong số những cặp loa rất là VIP luôn. Và đợt này mình sẽ cố gắng báo giá thật là tốt cho anh em để anh em có thể chơi được những cái món đồ ngon giá rẻ. Bên này thì là mấy cục giải mã, mình sẽ gửi tiếp đến anh em những cục giải mã. Đầu tiên là cục Onkyo X7, anh em sẽ biết chất của con này rồi, là một dòng khá là kinh điển thằng Onkyo. Anh em nhìn này, lưng lối thứ, nói chung dàn bên mình thì gần như về hình thức thì rất là đẹp anh em nhé, không thể chê được những cục dàn như này. Con này chơi MD, chơi CD, nhưng mà MD con này kén đĩa rồi, coi như bỏ anh em nhé. Giải mã 24 bit, kết nối điện thoại máy tính TV cực kỳ ok. FM đủ 108 luôn, anh em có thể dò full đài Việt Nam luôn. Mặt nó mặt nhôm toàn bộ rất là đẹp luôn anh em nhé, mặt nhôm toàn bộ. Tích hợp trên con này sẽ bao gồm cả công nghệ Eolink và băng tần Wirat độc quyền của hãng Onkyo, và hình thức thì đẹp luôn anh em nhìn, đẹp xuất sắc luôn. Cục này rất là ok, màng nhẹ này. Công suất phía sau thì cục dàn sẽ là 48W điện nguyên bản 100V và made in Japan, kẹp loa đánh loa từ 4 đến 16 ohm, xúc điện out có optical in và out đầy đủ để anh em thể giải mã 24 bit trực tiếp từ smart TV xuống anh em nhé. Antenna FM để phục vụ anh em nghe đài, các đường line in line out đầy đủ anh em nhé, và con này không thiếu bất kỳ cổng gì luôn. Và bất kỳ cục dàn nào hoặc đồ âm thanh nhà mình bán ra mình đều bảo hành trọn vẹn cho anh em 1 năm, tất anh em hoàn toàn yên tâm nhé. Riêng cái cục này thì mình sẽ để cho anh em giá là 1.300.000 anh em nhé, 1.300.000 cho Onkyo X7. Đấy. Tiếp đến con bên dưới là con Onkyo V7, một trong số những mã đời cao cấp của thằng Onkyo. Con này thì là cái đời gần như là hết gái số của đầu V rồi, cao hơn nó thì có V77, nhưng V77 thì không chỉnh được bát chép trên mặt anh em nhé. Con này chỉnh được bát chép trên mặt, em mình nhìn này, đây tông này, bát này, đấy, chép này, ok chưa anh em? Super bát, ok chưa? Và có chế độ FM dò đài trực tiếp em nhé.
do đài trực tiếp ở trên mặt luôn. MD đọc tốt, CD đọc tốt. Đấy, mọi chức năng hoạt động cực kỳ ok. Đây cái núm này. Cái núm volume này toàn bộ kim loại anh em nhé. Anh em nhìn, núm rất đẹp luôn, nó tiện. Những cái núm mà của những cái con mà sản xuất đời trước nó làm rất là đẹp nhé. Đến những con sản xuất về sau anh em nhìn cái núm không phải nào đẹp bằng được anh em nhé. Không nào đẹp bằng những con núm đời trước này. Nó phay nhôm rất là đẹp luôn. Đấy. Kết nối điện thoại, máy tính, TV thoải mái, giải mã 24 bit chuẩn anh em nhé. Và con này là một trong số những con hoạt động hoàn hảo luôn. Công suất 55W, điện nguyên bản 100V và made in Japan. Dòng chữ không thể thiếu được, kẹp loa đánh loa từ 4 đến 16 ohm. Xúc điện ao có này, có cầu processor để phục vụ anh em kết nối equalizer ở ngoài vào anh em nhé. Ngắt mạch equalizer ở máy ra. Đấy. Optical in phục vụ giải mã 24 bit các đường line in line out đầy đủ và có kẹp anten FM để phục vụ nghe đài. Đấy, ok chưa anh em? Phía trên này. À tôi xin lỗi anh em, chưa giới thiệu xong con này. Hôm nay mình hơi ngáo anh em ạ. Và con này hiện tại bây giờ mình đang để cho anh em với giá là 1 triệu 700 ngàn anh em nhé. 1 triệu 700 cho con giải mã của thằng Onkyo V7 rất là VIP. Tiếp đến con ở đây thì sẽ là con Onkyo N7X anh em nhé. Một trong số những mã gọi là kinh điển của thằng Onkyo luôn. Con này thì đánh được cặp loa bass 30 luôn anh em nhé. Rất là căng, giải mã của những dòng đời cao thì siêu hay luôn. Chức năng con này như sau. Con này sẽ chơi được MD. Anh em lưu một chút chơi MD, chơi CD. Nhưng MD của dòng 2MD mình sẽ không bao anh em nhé. Tại vì nó sẽ có những cái lúc mà nó không đọc MD. Đấy, có những lúc nó không đọc và tại vì có mắt 2MD nó khá là dị thường. Đấy. Nhưng với những anh em không chơi MD thì con này lựa chọn cực kỳ ok, tại vì CD đọc cực kỳ ngon và CD chơi mắt 213 nên rất là lành anh em nhé. Đấy. Công nghệ Dualink băng tần WiDAS độc quyền. Màn hình xanh huyền thoại này, cái đèn H xanh cũng có này anh em nhé. Đấy. Hình thức khá là ok. Lưới tản nhiệt bên trên này anh em về đừng bịt cái gì vào nhé, tại vì nó có 4 con sò than ở đây. Nó chạy và nó cần với chế độ tản nhiệt nó tốt. Đây. Công suất của cục này thì chỉ có 46W thôi, điện nguyên bản 100V nhưng kéo tốt cặp loa bass 30 luôn, made in Japan anh em nhé. Kẹp loa đánh loa từ 4 đến 16 ohm. Đây, giải loa rất là rộng luôn, xúc điện out đây. Đây. Kẹp anten FM, các đường line in out đầy đủ và không thể nào thiếu được cổng optical in để phục vụ giải mã 24 bit anh em nhé. Và hiện tại cái mã này thì mình đang để cho anh em giá là chỉ có 1 triệu 800 nghìn thôi anh em nhé. 1 triệu 800 nghìn cho Onkyo N7X, ok cho anh em. Đấy, giá cực kỳ tốt luôn. Con này là một trong số những con giải mã siêu hay luôn. Và cuối cùng ở bên dưới này sẽ là con N7FX, một trong số những cái con mà đời cao của thằng Onkyo. Chơi MD, chơi CD, chơi USB, nhưng mà CD con này thì bị kén đĩa rồi, coi như bỏ anh em nhé. Mặt nó toàn bộ là mặt xanh huyền thoại, anh em này nhìn mặt nó rất là đẹp luôn. Công nghệ tích hợp băng tần WiDAS độc quyền, công nghệ Dualink. Chơi nhạc trực tiếp từ USB và chất lượng gần như tương đương với CD luôn. Nghe MP3 mà mình cảm giác mà như nghe đĩa CD anh em nhé. MD thì đọc ghi tốt này. FM con này đủ 108 luôn, dò full đài Việt Nam anh em nhé. Giải mã thì giải mã 24 bit chuẩn. Sử dụng con chip giải mã PCM đời rất là mới. Và cho chất âm thì khá là chi tiết. Đấy. Cục dàn này anh em nhìn thấy vừa dài hậu rất là sâu anh em nhé. Phần ngang thì nó sẽ lớn hơn những con dàn đời cũ thằng Onkyo khoảng tầm 1cm anh em nhìn thấy đây. Công suất thì 55W và điện nguyên bản là 100V, made in Malaysia, những con đời cao made Malaysia anh em nhé. Đây cái dàn lưới tản nhiệt nó đây sử dụng 4 con sò than, đánh được cặp loa bass 30 luôn anh em nhé, rất là căng. Xúc điện ao có này, kẹp anten FM, kẹp loa đánh loa từ 4 đến 16 ohm. Optical in phục vụ giải mã 24 bit đây và các đường line in line out đầy đủ, không thiếu bất kỳ cổng nào anh em nhé. Nó là một trong số những con chơi cực kỳ ngon. Mình đánh giá là một trong số những con chơi cực kỳ ngon. Hỗ trợ thêm một cổng kết nối line in ở mặt trước nữa. Đây, và một cổng phone. Con này bình thường CD chạy ngon sẽ rơi vào 2 triệu 500 nghìn. Và con này CD nó hơi kén đĩa một chút thì mình sẽ để cho anh em là 2 triệu tròn anh em nhé. Và thậm chí để anh em 1 triệu 990 nghìn đi cho nó máu. 1990 anh em nhé. Ok chưa? Rồi. Đây là cái đống giải mã. Tiếp đến bên này thì là sẽ là cái bộ dàn mini đến từ thương hiệu Sony và con này nó Sony bao gồm 4 con bát anh em nhé. Anh em thì nhìn thấy 4 con bát, mỗi loa sẽ bao gồm 2 con bát và một con chép siêu tần của Sony ở đây. Đấy. Thùng loa thì con này bên một bên thùng loa chứa công suất rất là nặng luôn anh em nhé. Phải bê bằng hai tay mới bê được con cặp loa bên này. Một chiếc loa bên này và bên này nó không có công suất, nó sẽ nhẹ hơn. Cục dàn này thì sẽ kết nối với cả cái loa này anh em nhé. Cục này thì sẽ chơi cả CD cả MD anh em ạ. Đây CD đâu? CD ví dụ anh em cho đĩa ra đĩa CD trượt lên cho ra đĩa đúng không? Đĩa nuốt luôn. Đút vào nó sẽ tụt xuống anh em nhé. Đấy. Khá là hay đúng không? Con này là con đời cao của Sony anh em ạ. Và con này hôm nay mình sẽ bán giá xả cho anh em. Mình còn đúng một con duy nhất thôi. MD đây. Mình sẽ hé cái khe ra anh em nhé. Để anh em nhét đĩa MD vào. Ok chưa?
Con này mọi chức năng hoạt động hoàn hảo, kết nối điện thoại, máy tính, tivi cực kỳ ok anh em nhá. Đấy. Ok chưa? Màn hình nó màn hình LCD, chữ hiển thị rất là đẹp luôn. Bên trên này đúng volume này. Trên nó cassette nhá, thường cassette mình sẽ không bao đâu. Cassette mình không bao. Anh em nào mà chơi cassette nhớ bảo trước anh em nhá. Loa sẽ bao gồm hai con bát đường kính 11 cm anh em nhá. Gân nó là gân lụa tẩm dầu anh em ạ, không phải gân cao su. À gân cao su anh em ạ, gân cao su như sở nó như lụa tẩm dầu luôn. Gân cao su zin anh em nhá. Màng này màng giấy này. Đấy, dấu lún luôn. Cái côn khá là to, anh em nhìn cái viền này sẽ biết cái côn khá là to anh em nhé. Phía sau đây cặp loa này, một cặp này, loa này sẽ nối thẳng vào một cặp bên này và bên trong nó có công suất siêu nặng luôn anh em ạ. Đấy, sẽ đi vào con cục điều khiển bằng cái cáp anh em nhé, bằng cái cáp zin của hãng luôn này, kẹp antenna USB kết nối điện thoại máy tính tivi qua cổng aux phía sau. Đấy, bình thường con này nó sẽ rơi vào khoảng tầm 2.800.000 anh em nhé, nhưng video này mình xả cho anh em chỉ có 2 triệu tròn thôi. Ok chưa anh em? 2 triệu tròn cho một cái mã Sony cực kỳ độc luôn anh em ạ. Và ngon anh em nhé. Mình sẽ play thử nhạc cho anh em nghe này. Hai củ tròn chất âm như thế nào. Chất âm này ngon luôn. Đấy, anh em thấy chất bass ok không? Giọng nam thì ấm mà giọng nữ thì sáng, nói chung nó là một con. Nói chung một con loa ba đường tiếng nó cho ra chất âm nào cũng rất là ok anh em nhé, không có điểm chê đâu. Con này hiện tại mình thanh lý cho anh em giá chỉ có 2 triệu thôi anh em nhé. Tiếp đến cái mã số 03 ở đây thì anh em thì nhìn thấy đây là một bộ dàn đời cao anh em nhé, đời cao và VIP của thằng Onkyo, nó là con Onkyo N9X anh em nhé, đi kèm cặp loa rất là VIP là cặp S9GX đấy. Cấu hình của con này thì như thế nào, mình sẽ giới thiệu sơ qua cho anh em. Con này chức năng sẽ chơi MD, chơi CD anh em nhé. Kết nối điện thoại, máy tính, TV vào AUX, giải mã 24 bit chuẩn. Nhưng con này MD của nó thì nhạy như những con N7X giống nhau thì nó sử dụng 2MD. Thì mình sẽ không bao MD ở những con này anh em nhé. CD thì mình bao chạy cực kỳ ngon, vẫn bảo hành 1 năm cho anh em trọn vẹn luôn. Con này CD của nó cũng sẽ chơi mắt 213 cực kỳ lành luôn. Nhưng mà con này đấy siêu hay luôn anh em ạ. Đầu 9 anh em nhé. Em lưu ý một chút, những con đầu 9 đánh siêu hay luôn đấy, cả cái lúm volume của đầu 9 nó làm cũng cực kỳ đẹp luôn, khác hoàn toàn đầu 7 luôn. Phần bên trong của nó thì nội thất thì cơ bản sẽ nhìn giống nhau, nhưng mà nó đánh thì nếu mà anh em nào kẹp loa trực tiếp nó sẽ đánh hay hơn nhiều anh em nhé, hay hơn tương đối nhiều đấy. Đầu 9 khác hoàn toàn đầu 7 luôn. Kết nối điện thoại máy tính tivi cực kỳ ok. Cấu hình loa sẽ bao gồm một con loa bass đường kính 14 cm anh em nhé, gân cao su zin, dạng viền mỏng này. Đấy, màng sợi keva. Đấy. Núm mũi đạn anh em nhé, núm mũi đạn. Bên trên là con chép đôm dòng 8 vít của thằng Onkyo cho chất âm rất là sáng tiếng này. Con này vết loa thì sẽ có một vết cấn ở đây anh em nhé. Con này là vết nó chuyển về nó bị dập này. Đây, bị dập. Anh em nào thích đẹp thì mang ra ngoài nó phun thương ngoại là đẹp hết. Con này phủ thùng sơn PU em nhé, phủ thùng sơn PU. Đây nó có một vài vết xước đây, xước đây anh em nhìn đấy, một vài vết xước anh em nhé. Đấy. Ok chưa? Nhưng mà mình sẽ cho con này cực kỳ giá tốt cho anh em nhé. Đấy, phía sau. Phía sau cấu hình của cô âm ly sẽ là 50W và điện nguyên bản 100V made in Japan luôn anh em nhé. Đấy, kẹp loa đánh loa từ 4 đến 16 ohm, giải loa cực kỳ rộng, xúc điện ao có này. Đây, xúc điện ao đây. Đấy, kẹp antenna FM nghe đài, các đường line in lao đầy đủ và có cả cổng optical in và out để phục vụ em giải mã 24 bit anh em nhé. Đây, với tản nhiệt đây, và con này đánh loa bát 30 cực kỳ căng luôn. Cấu hình loa thì sẽ bao gồm hai con loa công suất là 70W anh em nhé. Vậy một cặp sẽ là 140W và trở kháng là 4 ohm. Với những cặp trở kháng 4 ohm thì biên độ màng loa dao động rất là cao anh em nhé, cho chất âm rất là chi tiết luôn. Thụt hơi xẻ rãnh mặt sau cho anh em dễ điều chỉnh chất âm bass.
nó sẽ dàn đều từ phía sau. Nói chung là những con thú thơi xẻ rãnh mình đánh giá rất là cao luôn, chất âm rất là ngon anh em nhé. Đây, và tổng thể cả bộ như thế này. Hiện tại thì những cái bộ như thế này thì đẹp ấy, thì nó sẽ rơi vào đầu 9 mà N9 nó rơi vào hơn 5 củ anh em nhé. Nhưng trên video này mình thanh lý cho anh em cả bộ này chỉ có 4 triệu thôi anh em ạ. 4 triệu tròn cho một con N9X anh em nhé. Ok chưa anh em, 4 củ tròn nghe cực kỳ ngon. Thì tính ra thì cục dàn thì nó rơi vào 2,5 triệu và cặp loa thì sẽ là 1,5 triệu anh em nhé. Anh em nào mua lẻ mình bán luôn lẻ luôn cho anh em cũng được. Mình sẽ play thử nhạc cho anh em nghe này. Một nỗi đau lây lất trên con đường tình, lòng tái tê u buồn vì thiếu người yêu. Một đêm đông chạy đi tìm mộng, người yêu về vòng tay âu yếm thức đêm dài. Thương nhớ người yêu, còn tôi nỗi đau vây kín vết thương lòng. Ok chưa anh em, mình chỉ dám nghe ngắn thế thôi, không đánh bản quyền anh em nhé. Và hiện tại cái mã dàn này mình đang để cho anh em giá bao nhiêu? Mã dàn này mình đang để cho anh em giá cực kỳ ok là chỉ có 4 triệu tròn anh em nhé. Tiếp đến con cuối cùng ngày hôm nay, cái mã dàn số 05 con Kenwood K531, một trong số những cái mã cực kỳ VIP của thằng Kenwood anh em nhé. Con này là thuộc series K của Kenwood và một trong số những con hiếm hoi được tích hợp Bluetooth sẵn anh em nhé. Tích hợp Bluetooth sẵn vào con này thì hàng đấu giá này là rất là mới luôn anh em ạ. Mới gần như đập hộp luôn anh em nhé. Đẹp góc cạnh và xuất sắc luôn. Đây. Cấu hình con này thì mình sẽ giới thiệu qua như sau. Đây. Con này sẽ có một cái port dock iPod anh em nhé. Dock iPod và một cổng kết nối USB để phục vụ anh em nghe nhạc trực tiếp từ bộ nhớ USB ở trên này. Và nó có cái lắp đậy xuống rất là đẹp luôn anh em ạ. Đấy. Kết nối Bluetooth anh em nhìn đây này. Bluetooth này. Có công nghệ Core NQ này. Đấy. Chơi đĩa CD cực kỳ ngon luôn anh em nhé. CD thì đọc cực kỳ mượt. Và mình đánh giá là con này chơi CD thì gần như là ra chất âm cực kỳ chi tiết, đúng là chuẩn series K anh em ạ. Đấy. Mặt của nó thì anh em nhìn nó thiết kế đúng form cao cấp luôn anh em nhé. Mặt toàn bộ là mặt nhôm chứ không phải mặt nhựa đâu anh em nhé. Mặt nhôm toàn bộ đấy. Và không có một cái nút nào, đúng theo form châu Âu luôn. Và nút của nó chỉ thấy xuất hiện trên mặt trên này thôi. Con này thì nó là nút cơ chứ nó không như con K521 là nút cảm ứng anh em nhé. Con này nút cơ toàn bộ, anh em thể bấm bằng nút ấn tay xuống thoải mái luôn. Đấy. CD đọc cực kỳ châu bò luôn. Cấu hình loa thì con loa này thì khá là VIP và nặng anh em ạ. Con loa này nặng dã man luôn anh em, trông nó nhỏ thôi nó không hề nhẹ anh em nhé. Nặng dã man, củ bên trong thì siêu to luôn. Loa bass bên dưới sẽ là một con loa bass đường kính 12 cm, dòng bit bass gân béo anh em nhé. Màng thì màng gọi là màng vải, màng dòng vải anh em ạ. Dòng vải núm đây, núm cũng là núm vải luôn. Đấy, núm vải anh em nhìn này. Ấn móc phát phòng ra ngay anh em nhé. Hay không? Ok chưa? Bên trên là con chép đôm dòng size siêu to khổng lồ của thằng Kenwood, dòng đôm 8 feet của thằng Kenwood. Toàn bộ được phủ bóng piano ở những trên cái viền loa anh em nhé. Trông rất sang trọng luôn. Thùng gỗ thì thùng gỗ tối màu. Càng tôn lên những cái nhà nào mà trông như kiểu là nhà chung cư mà sáng màu ấy, đặt bộ này vào thì đẳng cấp luôn anh em ạ, đẳng cấp luôn. Phía sau để các cái góc mép bò, góc cạnh đẹp anh em ạ. Con này là một trong số con rất đẹp luôn, hàng đấu giá anh em nhé. Gần như là mới luôn. Công suất là 40W và trở kháng là 4 ohm, một cặp sẽ là 80W và với những cặp loa trở kháng 4 ohm thì không giờ phải bàn về chất âm nữa. Không có gì để bàn tại vì nó quá ổn định và quá hay. Đây, thủ thơ phía sau. Công suất của cục dàn sẽ là 45W điện nguyên bản 100V anh em nhé. Và con này mình nhớ không nhầm, con này chuyển sang dùng nguồn xung rồi, khá là ok. Optical in và out phục vụ giải mã 24 bit đều xuất hiện như con này. Đấy. Kẹp anten FM.
kết nối điện thoại máy tính TV của áo X này. Đấy, súp điện ao có này, kẹp loa thì toàn bộ là cọc loa bắp chuối tất anh em nhé, cục dàn anh em nhìn đã thấy đủ đẳng cấp chưa, đúng không? Dây nguồn thì to như dây nồi cơm điện luôn, to vãi trưởng luôn. Đấy, Bluetooth này quan trọng nhất, anh em nào thanh niên thích sử dụng Bluetooth thì con này có Bluetooth tích hợp sẵn rồi, cực kỳ tiện luôn. Và hiện tại cái mã này mình đang để cho anh em bao nhiêu? Mã này hiện tại bây giờ mình đang để cho anh em giá là 5.500.000 anh em nhé, cho một con dàn đời cao sử dụng Bluetooth, chất âm nghe thì khá là VIP, tại vì dòng Serica của Kenwood thì ngon rồi. Đấy, mình sẽ play thử nhạc cho anh em nghe chất âm nhé. Play. Số 05 mình đang để cho anh em là Kenwood K531 là 5.500.000, Onkyo N9X đang là 4.000.000 anh em nhé. Tiếp đến là bộ Sony hàng khá là độc và VIP đang là 2.000.000. Đấy, và cái đống đồ linh tinh này còn lại thì mình sẽ không báo giá lại nữa anh em nhé, anh em lật lại video để xem lại giúp mình. Ok, video ngày hôm nay thì mình xin phép được dừng ở đây thôi, và hẹn gặp lại anh em ở những clip tiếp theo. Chúc anh em có một buổi tối thật là vui vẻ bên gia đình. Xin chào anh em.